Xin chào các cô chú anh chị, hôm nay mình gửi cái chỗ bình vôi đi là tổng 56 cân và cái củ to nhất là cái củ này nó rơi vào 21 cân. Thì đối với cái củ bình vôi này á, thì ở Điện Biên chỗ mình nó chủ yếu là cái củ bình vôi ruột vàng và cái tên của cái củ bình vôi này nó có một cái tên khác là củ ngải tượng. Thì cái củ này ở trong phong thủy, ở các thầy phong thủy người ta rất hay dùng, nó hút tài lộc cực kỳ tốt. Chúng ta có thể trồng và làm cho nó một cái giàn để nó leo lên, nó giúp nó hút tài lộc vào trong cho gia chủ cực kỳ tốt. Và cái củ này nó còn là một cái vị thuốc giúp dễ ngủ, khi mà phơi khô đó thì nó sẽ, khi mà mình nấu nước nó sẽ giúp mình dễ ngủ rất là nhiều. Nó có những cái củ, mỗi một củ nó hình dáng khác nhau, tươi như thế này bán là 30.000 một cân và khô có giá là 150.000 một cân đó. Và khi mà mọi người những cái củ như củ tươi này thì nó có nhiều hình dạng và nhiều mức cân khác nhau, thì mọi người có thể tùy chọn mức cân bao nhiêu thì có thể nói với mình. Còn đây là loại khô có giá là 150.000 đồng một cân, đun nước để uống. Mỗi lần chúng ta chỉ cần 2 3 lát này chúng ta đun một lít nước mà chúng ta uống giúp mình dễ ngủ thôi. Thì mọi người có thể liên hệ mình để lấy củ bình vôi tươi hoặc khô theo số điện thoại 0974010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook. Thì